ở bờ hồ Sáng Thổi nè. Bây giờ ghé lại để quay chút cho mọi người coi nha. Hôm nay là ngày Cần Thơ bình thường mới, cho nên là sẽ quay cho mọi người xem một buổi chiều ở Cần Thơ đông đúc như thế nào. Còn bạn quê ngồi ở phía sau đợi mình. Đây là bà mẹ quê của Tâm Tâm. Bây giờ mình đang ở trên đường đại lộ Hòa Bình nè. Quay qua cho mọi người xem nha, ở gần bưu điện á. Bây giờ thì Tâm Tâm đang chạy xuống hướng đường mình đi xuống bến Ninh Kiều ha. Và ngay bên tay phải của chúng ta là trung tâm thương mại Sen City. Rồi kế đó là một công trình đang xây dựng của thành phố Cần Thơ. Thì mình nhớ là khách sạn ha mọi người. Hy vọng là công trình cũng sẽ sớm hoàn thành để tất cả chúng ta cùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố. Và hôm nay thì buổi chiều ngày 19 tháng 10, Tâm Tâm ghi hình video này để chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày đầu tiên mà thành phố Cần Thơ của chúng ta áp dụng theo cấp độ 1 của nghị quyết 128 bình thường mới rồi, thì thành phố Cần Thơ của mình sẽ như thế nào ha. Thì mình cũng sẽ chạy trên con đường này đi thẳng xuống hướng bến Ninh Kiều, đường Ngô Quyền nha mọi người. Mình đi tới vòng xoay ở đằng trước thì Tâm Tâm cũng sẽ chạy quẹo qua hướng bên tay trái để mình đi dài từ đầu này cho tới đầu kia của bến Ninh Kiều luôn. Xa xa thì mình nhìn thấy những chiếc ghe tàu thì vẫn còn đang trùm bạc và vẫn còn chưa có khách, chưa hoạt động ha. Nói chính xác là chưa hoạt động. Đó, mọi người nhìn thấy là có trùm những cái bạc màu xanh ở trên. Rồi phía bên tay phải của chúng ta là tượng đài Bác Hồ. Mình sẽ chạy thẳng xuống dưới kia luôn để mọi người nhìn thấy quang cảnh ở bên dưới là bây giờ như thế nào. Thì mình thấy trước mắt là xe cũng có một số đậu ở bên lề đường nè. Và bên trong công viên ở bên đây thì có người đang đi bộ, tập thể dục, cũng như là ngồi hóng mát ở những băng ghế đá trên bến Ninh Kiều nè. Khung cảnh thì cũng dần dần trở lại như ngày xưa rồi. Còn lúc mà cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi mà toàn thành phố thực hiện chỉ thị 15 nhưng mà phường Tân An vẫn còn thực hiện chỉ thị 16, thì lúc đó bến Ninh Kiều vắng lặng và nhìn rất là buồn luôn. Nhưng mà bây giờ thì đã hồi sinh rồi ha mọi người. Hôm nay thì đánh dấu một ngày thành phố Cần Thơ bình thường mới, cho nên là mình quyết định quay video này. Và đáng lẽ là đăng vào tối ngày 19 luôn, nhưng mà sau khi mình làm xong thì trễ quá, cho nên là Tâm Tâm đăng vào sáng sớm ngày 20 ngày hôm nay ha. Và bây giờ thì mình cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ngắm nhìn quang cảnh bến Ninh Kiều hiện tại trong buổi chiều đầu tiên của những ngày bình thường mới sắp tới đây ha. Nhìn ra bên tay phải của chúng ta là du thuyền thì vẫn còn im lìm đó, nhưng mà sẽ sớm thôi, sẽ hoạt động trong sự cho phép, trong những cái gọi là an toàn và thích ứng thì cũng sẽ sớm hoạt động thôi. Cũng như là karaoke nè, nhà hàng này thì karaoke này cũng sẽ hoạt động trong một những cái khuôn khổ quy định của cấp độ 1 thành phố Cần Thơ quy định ha, về việc thích ứng an toàn linh hoạt với dịch Covid-19, những quy định tạm thời của thành phố. Và hy vọng là chúng ta sẽ sớm trở lại bình thường như trước kia, Covid sẽ mau đi, mau nhanh chóng được đẩy lùi.
Bây giờ thì mình bắt đầu quay đầu xe ngược trở lại để mình chạy xuống tới đầu ở phía đằng kia, chạy dài hết bến Ninh Kiều cho mọi người xem luôn. Những con đường quen thuộc nhưng mà nay sau thấy quý quá chừng luôn. Đi tới đâu thì cảm thấy rất là phấn khởi tới đó. Xe ở hai bên đường thì cũng bắt đầu đậu để mà mọi người đi xuống dưới bến Ninh Kiều hóng mát rồi ha. Tuy nhiên thì mình cũng không có chạy vào hướng cầu đi bộ ha, tại vì trong đó mình nghĩ là vẫn chưa vào được đâu. Ở ngay đây thì phía bên tay phải của chúng ta chùa Ông. Ở phía trước có những chú bán hạt sen, đậu phộng đó, thì mấy chú cũng đang bán đó. Và bây giờ thì mình cũng mời mọi người vừa nhìn ngắm quang cảnh bến Ninh Kiều hiện tại, cũng như là con đường đi thẳng xuống dưới chợ Tân An, đi thẳng qua chợ đêm Ninh Kiều luôn. Thì Tâm Tâm trong thời gian đó mời mọi người cùng nghe một chút xíu tin tức về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngày 19 tháng 10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ông Dương Tấn Hiển ký công văn phân bổ 70.200 liều vaccine Pfizer và 120.000 liều AstraZeneca. Với vaccine Pfizer, đối tượng tiêm gồm toàn bộ người đã được tiêm mũi 1, đến hạn tiêm mũi 2, đã quá thời gian tiêm trả mũi 2 hoặc thời gian phải trả mũi 2 vào tuần cuối theo quy định của nhà sản xuất vaccine, có thông tin trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc có chứng nhận tiêm chủng mũi 1. Thứ hai đó là trên 50 tuổi, người đặc biệt là người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, bệnh nhân chạy thận, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân có bệnh lý huyết học, phụ nữ mang thai, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các đối tượng theo thứ tự ưu tiên khác theo quy định. 70.200 liều Pfizer được phân bổ là 35.614 liều để tiêm cho người đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer hoặc Moderna đến hạn tiêm mũi 2. Phân bổ 4.998 liều cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để tiêm và phân bổ cho các bệnh viện. Phân bổ 29.588 liều còn lại cho các quận huyện. Với 120.000 liều AstraZeneca, đối tượng tiêm gồm toàn bộ người đã được tiêm mũi 1 đến hạn tiêm mũi 2, đã quá thời gian tiêm trả mũi 2 hoặc thời gian phải trả mũi 2 vào tuần cuối theo quy định của nhà sản xuất vaccine, có thông tin trên cổng thông tin tiêm chủng. Ưu tiên tiêm chủng trước cho những đối tượng sau: người có nhiều yếu tố ưu tiên, người đã tiêm mũi 1 trên 12 tuần, người trên 50 tuổi, đặc biệt là người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người trong khu cách ly, người sinh sống tại các khu vực phong tỏa, khu dân cư, đang có mức nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Ủy ban Nhân dân quận huyện tổ chức tiêm ngay khi nhận được vaccine, đảm bảo an toàn đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, vận động người dân trên địa bàn có đủ điều kiện tích cực tham gia tiêm chủng, đảm bảo người trên 50 tuổi, đặc biệt là trên 65 tuổi, được tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Theo thống kê, số lượng tiêm mũi 1 bằng AstraZeneca đã đến hạn tiêm mũi 2 là 137.738 người. Nãy giờ thì chúng ta vừa nghe thông tin về việc phân bổ vaccine trên địa bàn thành phố Cần Thơ về hai loại vaccine AstraZeneca và Pfizer. Và bây giờ thì chúng ta đã đi tới chợ Tân An rồi ha mọi người. Thì hiện tại chợ vẫn chưa được cho phép bán, nhưng mà ở đây thì mọi người dọn ra phía ngoài và mình thấy là rất là tấp nập và đông đúc luôn. Tuy nhiên thì mình thấy là vẫn có giữ khoảng cách giữa người mua và người bán ha. Những sạp trái cây nè, rau củ, chợ đầu mối mà rất là đông đúc. Rồi xe vào đây cũng rất là nhiều. Và Tâm Tâm cũng chạy chậm chậm để mọi người nhìn quang cảnh trong những ngày này ha. Phía bên tay trái chứ, thì mình định nói tay phải, tay trái của chúng ta đó là chợ Tân An trong nhà lồng. Và phía trước thì có treo một cái băng rôn là chợ tạm thời đóng cửa đến khi có chỉ thị mới. Thì mình nghĩ là sẽ nhanh thôi, chợ truyền thống sẽ được hoạt động trở lại, đặc biệt là một chợ đầu mối lớn như là chợ Tân An thì sẽ nhanh chóng được mở cửa trở lại và bán buôn, với những điều kiện như là các tiểu thương được tiêm vaccine đầy đủ nè, rồi giữ khoảng cách, và số lượng người buôn bán tại chợ thì mình nghĩ là mấy chục phần trăm thôi, chứ không phải là được đầy đủ như xưa.
nhưng mà cũng rất là vui mừng vì mọi thứ nó dần dần được hoạt động trở lại, thì sau này sẽ càng ngày càng hồi phục trở lại, kinh tế của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng được hồi phục và mọi thứ cũng sẽ bình thường thôi. Rồi bây giờ mình chạy cũng gần tới hướng đường Phan Đình Phùng, hướng quẹo ra Phan Đình Phùng để đi vào trong thành phố rồi ha. Ở đây thì chợ cũng thưa thưa bớt rồi, nhưng mà mình thấy là cũng những cái nơi đầu mối rau củ rồi đó rất là nhiều luôn. Phía bên này mình thấy hai chú này giống ngồi đó, giống như là hai chú xe ôm thì đang chờ khách. Mình đi ra khỏi hướng đường Phan Đình Phùng, bắt đầu thì Tâm Tâm quay trở về phía Hàng Dừa, chợ đêm Bến Ninh Kiều nè, ngay chợ cổ Cần Thơ. Tại vì mình có cần mua đồ ở đó một chút, cho nên là Tâm Tâm bắt đầu quay trở ngược lại đây và quay một vòng cho mọi người xem ở ngay hướng chợ cổ Cần Thơ bây giờ như thế nào. Tại vì hồi nãy thì đi ngang thì không có quay kịp, cho nên quay trở lại đây và sẵn là quay luôn. Thì mình cũng sẽ chạy một vòng rồi mọi người nhìn thấy là hiện tại thì chỉ có xe đậu ở đây thôi. Nhưng mà bà con ở nhà ở hai bên đường, những cửa tiệm đó thì hoạt động lại bình thường hết rồi ha. Ra tới đây là cuối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay ở gần chùa, thì mình sẽ chạy qua hướng ở bên đường Đề Thám, tức là Huê Viên, để mọi người xem tình hình bên đó đông đúc ra sao nha. Thì mình nghĩ là đường Đề Thám là đã đông đúc từ hôm nay rồi, nhưng mà bây giờ trong một cái ngày gọi là ngày đánh dấu một cái bước chuyển mới như thế này đó thì sẽ như thế nào. Cho nên là Tâm Tâm cũng muốn chạy qua đó để quay lại cho mọi người xem. Hồi lúc trước mình nghĩ lúc mà giãn cách chỉ thị 16 đó thì mình chạy qua đường ngay chỗ này là rất là nhanh và rất là dễ luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà đã bắt đầu bình thường mới rồi thì lại trở lại như xưa. Mỗi khi qua đường ngay chỗ này á thì thấy rất là lo, rất là sợ luôn. Là tại vì có nhiều xe và ở bốn hướng mình phải nhìn quan sát kỹ bốn hướng luôn để mình qua đường một cách an toàn đó. Và đợi xe bớt đông thì mình mới dám qua. Bây giờ thì Tâm Tâm đã quẹo vào Đề Thám rồi. Và những cửa tiệm buôn bán hàng quán rồi thức ăn ở đây được mở bán bình thường, và nếu như ai có bán ăn tại chỗ thì cũng bán luôn. Và có giữ bàn ghế, giữ khoảng cách với những người xung quanh nữa. Không khí đã trở lại như xưa rồi ha cô chú anh chị và các bạn. Đường phố lại đông đúc rồi. Người người nhà nhà cùng nhau đi ra ngoài. Và những cái nơi bán đồ ăn sẵn thì cũng trở nên buôn bán đông đúc và đắt hàng hơn. Mọi người nhìn thấy là phía bên tay phải của chúng ta thì có giăng một cọng dây, là tại vì cái cửa tiệm bán chả lụa đó thì giăng cọng dây như vậy để giữ khoảng cách giữa người mua với người bán thôi. Rồi mình đi thẳng xuống dưới hướng hồ Sáng Thổi luôn. Và mình thấy là những cái cửa hàng mà gọi là bán như là giò chả hay là bán đồ ăn mà có thể mang đi được đó thì họ vẫn bán mang đi ha, chứ không có để mà bán tại chỗ như là những cái quán ăn. Quán Bách Thảo Chay nè thì mình thấy là có bán ăn tại chỗ rồi, và bàn ghế ở trong thì sắp xếp cách xa với nhau. Chạy xích xuống dưới đây chút xíu nữa thì mình tiếp tục xem coi dưới quán nem nướng này thì sao. Thì mình thấy là vẫn có giăng dây, tức là vẫn chưa bán ăn tại chỗ, mặc dù là quy định là đã được bán ăn tại chỗ rồi phải giữ khoảng cách, nhưng mà một số chủ cửa hàng thì vẫn có vẻ như là vẫn còn giữ khoảng cách, vẫn còn hơi lo về tình hình dịch á, nên là bà con chỉ bán mang đi thôi. Tới đây thì mình cũng sẽ cùng với mọi người chiêm ngưỡng một chút về quang cảnh của bờ hồ của ngày hôm nay. Thì hôm nay á là ngày 14, tức là ngày mà Tâm Tâm quay đó là ngày 14 âm lịch, còn cái ngày mà Tâm Tâm đăng video là ngày 15. Thì mọi người nhìn thấy là quang cảnh bờ hồ hôm nay rất là đẹp luôn. Buổi chiều hoàng hôn và nước thì sóng sánh trên mặt hồ, là tại vì nước đang dâng lên cao đó, cho nên là nhìn bờ hồ lại càng lãng mạn nên thơ hơn. Nhưng mà dâng tới như vậy là đẹp lắm rồi.
thì khung cảnh mình cảm thấy rất là lãng mạn. Mặc dù là có một số đám mây che tại vì trời chuyển mưa, nhưng mà mặt trời thì vẫn chiếu ở một góc đằng kia, nhìn rất là đẹp luôn. Bờ hồ thì cũng có một số người ra câu cá, đi bộ, tập thể dục, hóng mát, thì không khí đã trở lại bình thường rồi. Rất là cảm ơn tinh thần chống dịch của tất cả chúng ta đã cố gắng chống dịch đến những ngày hôm nay, là thành quả của chúng ta đáng được hưởng. Rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã theo dõi video của Tâm Tâm đến giây phút này nha. Cả nhà khi yêu thích video hãy nhớ bấm like, và ai chưa đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để nhận video mới khi Tâm có video mới nha. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.